sẽ tranh hạ con trai. Bố cục sẽ như thế nào? Dạ, bố cục thì bố đánh con. Con đánh đần đồn này. Bố mới hỏi bố cục như thế nào là bố cục trong bức tranh, chứ có phải là bố mày cục tịnh cục nết đâu mà đánh mày cứ chứ. Mọi người ơi, em xin phép vẽ mọi người để tham gia cuộc thi bé vẽ hè kỳ thú nhá. À, cuộc thi của Canifa đúng không? Cứ thoải mái nhé. Không ngờ cậu nhóc này còn bé mà đã biết vẽ về chủ đề tham quan rừng rậm. Một mùa hè quá đặc biệt, giải nhất chắc luôn. Con đèn đần đùn này, những con vật này đang sống tự do ngoài hoang dã mà mày lại vẽ chúng bị nhốt trong sở thú là sao? Con đèn đần đùn này, con sẽ đang tạo dáng cho mày vẽ tranh mà mày lại vẽ con mèo đang liếm đít là sao? Nãy giờ anh em xem mẹn vẽ tranh nhiều rồi, chắc cũng rất tò mò không biết khả năng vẽ tranh của mình như thế nào đúng không? Hôm nay mình sẽ thể hiện khả năng vẽ tranh bá đạo của mình bằng cách chơi trò vẽ và đoán trên ứng dụng OnMic. Đầu tiên là vào ứng dụng OnMic rồi nhấn vào biểu tượng vẽ và đoán. Chọn ghép nhân thì ứng dụng sẽ tự động ghép mình vào một phòng ngẫu nhiên nào đó. Trò này thì mỗi người sẽ thay phiên nhau vẽ tranh, những người còn lại sẽ đoán, ai đoán đúng nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Xem nào, chọn chủ đề nào để vẽ cho dễ nhỉ? Hay là mình vẽ ba bầu đi. Đầu tiên là vẽ cái đầu nè, vẽ thêm cái thân nè, thêm cái bụng chữa nữa nè, vẽ tay chân vô nữa, xem có ai đoán ra không? Đấy, mình vẽ giống thật quá nên có đứa đoán gần đúng rồi nè. Để mình vẽ thêm tóc, chứ không người ta lại tưởng đàn ông uống nhiều bia quá nên bụng to ra mất. Có người trả lời đúng rồi nè, mình vẽ giống thật như thế mà trả lời không đúng nữa thì thôi chứ. Ủa, thằng này nó vẽ cái gì đấy? Nó vẽ quả chôm chôm mà có vẻ giống mặt trời đấy. Chắc là đã bán mặt trời rồi. Mẹ, thế mà trả lời chậm hơn thằng kia đúng 1 giây. Nhân vật có 3 từ à? À, con cá, chắc là nàng tiên cá rồi. Nàng tiên cá, phải vẽ nửa người nửa cá chứ. Ném cho vài cục cớt vô mặt mới được. Yeah, nhờ khả năng vẽ đẹp cùng thêm khả năng phản đoán đỉnh cao của mình mà đứng đầu bảng luôn. Link tải app mình để ở phần mô tả và bình luận nhé. Mọi người hãy tải về và đánh giá 5 sao để ủng hộ nhà phát hành nhé. Mày vẽ gì mà xấu như ma vẽ én? Xấu con mẹ mày, mày nói ai xấu? Con thỏ nói con én vẽ xấu như ma thì đang khen con én vẽ đẹp hay là chê con ma xấu nhỉ? Có một tên cướp vừa chạy qua đây, nếu bạn thấy mặc hãy vẽ lại giúp chúng tôi. Én liền nhớ lại khoảnh khắc lúc này, lúc nó đang soi gương qua cửa kính thì thấy một con chó cầm một cây dao chạy ngang qua. Ít trời ơi, sao mình đẹp trai vậy nè. Con én đần đùn này, anh công an bảo mày vẽ tên cướp chứ có bảo mày từ vẽ chân dung của mày đâu. Bài tập về nhà là hãy vẽ lại cảnh lao động của bố mẹ các em. Bố em làm vườn khéo quá, tôi sang mang giấy tờ làm lại căn cước cho anh đây. Ôi, phiền cán bộ ghê, mời anh vào nhà xơi nước. Con én đần đồn này, mày vẽ cảnh bố mày đang làm vườn hay là vẽ cảnh bố mày đang bay lắc bị công an bắt đây? Cao tuổi đấy, những cái trường hợp này nếu con gái chúng tôi thế thì chúng tôi cho nó đến nơi đến chốn ngay, cho nó nằm bê xế lết ngoài đường ngay. Con với chả cái, lấy son mẹ tôi hết ra giấy thế này, suốt ngày bôi bẩn lấn tân mà có vẻ được gì ra hồn đâu. Con én nó vẽ mẹ nó đẹp như thế này mà bảo chả ra hồn gì là sao? Bố con ông toàn nghịch bẩn, cổ giặc thì quần áo phai màu, lại tốn tiền mua đồ mới, liệu mà tìm cách khắc phục đi. Tìm ra rồi em yêu, nước giặt dưỡng vải vừa làm sạch vừa bảo vệ quần áo khỏi phai màu. Ái chà, ngon, để em thử. À, mà thằng én đâu rồi nhỉ? Uầy, con én hôm nay thông minh thế nhỉ? Áo quần bị phai màu nên nó nhắn trí tô màu lại cho áo quần kìa. Mày bị điên à?